Ăn tỏi giúp cho nam giới có thể làm chuyện đó lên hàng tiếng đồng hồ, bạn có tin không? Bình thường Giang Venus chỉ biết rằng tỏi là một gia vị giúp cho bữa ăn của chúng ta thơm hơn, ngon hơn và kích thích hơn đúng không ạ? Tuy nhiên sau này Giang mới biết là trong tỏi có thành phần tốt cho tim mạch, tốt cho lưu thông máu, tốt cho huyết áp, không những vậy còn tốt cho khả năng sinh lý và xương khớp và tăng chất lượng tinh binh nữa. Tại sao lại tuyệt vời như vậy thì ngày hôm nay Giang Venus sẽ làm video này để chia sẻ cho tất cả các anh cũng như tất cả các chị nhá. Còn bây giờ thì ok, let's go! Trong tỏi thì có hàm lượng cao về Genadium và Selen. Các bạn có biết Genadium nó là cái thành phần gì không? Nó là thành phần rất là tốt được thấy ở trong tỏi này, nhân sâm và nấm. Nó giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho lưu thông máu, khí huyết, đặc biệt là cải thiện trong cái vấn đề là chống oxy hóa và tăng cường cái vấn đề trao đổi chất ấy. Còn cái đồng chí Selen á, nó đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản này, trong cái khả năng giữ nhau thai, tổng hợp testosterone cho tinh binh, cũng như là khả năng di chuyển của các chú nòng nọc, cực kỳ tuyệt vời. Đó, và có một cái mà Giang biết đó là khi mà chúng ta ăn tỏi thường xuyên như này sẽ giúp nâng cao sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Tuy nhiên đó là ăn tỏi xong như đánh răng nhá, chứ không cái mùi thì khá là kỵ đấy. Thứ hai nữa đó là chúng ta phải đi tìm hiểu vậy, có nhiều thành phần tuyệt vời như thế thì tỏi có tác dụng gì. Thứ nhất đó là Giang Venus chia sẻ luôn là tỏi có tác dụng tăng hong muốn, đúng cái lĩnh vực và chuyên ngành Giang hay nói. Tỏi bao gồm những cái đặc tính giúp cho tăng cường sinh lực cả nam và nữ. Vì vậy nếu chúng ta mà tiêu thụ tỏi hàng ngày thì sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái lợi ích về cái đời sống tình dục. Thứ nhất đó là đối với các anh nam giới mà đang xem cái video này, tỏi được biết đến với công dụng đó là tăng cường sức mạnh sinh lý nam. Nó chứa rất là nhiều vitamin và những cái dưỡng chất khác tốt cho cái hệ thống tim mạch này, và các chất lysine ở trong tỏi nó giúp cho tăng chất lượng và số lượng tinh trùng. Nhưng các anh không hề để ý đâu đúng không? Một số nghiên cứu cho thấy rằng tỏi có thể giúp cho lưu thông máu một cách dễ dàng, và nó có thể hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, là cái tình trạng trên bảo dưới không nghe. Và tỏi này cũng có thể làm tăng cái chất lượng oxit natric, một hợp chất giúp cho máu nó giãn ra, nó gọi là nó lưu thông một cách nó tuyệt vời, nó dồi dào tất cả các bộ phận trên cơ thể. Mà khi mà làm chuyện kia thì não nó điều khiển đúng không? Và nghiêm trào cờ trào thì máu nó mới có thể lên đây được. Nên là ăn tỏi nhiều vào để cậu nhỏ nó cưng cứng hơn các anh nhá. Vì thế nên là các anh nam giới ăn khoảng 1 cho đến 2 nhánh tỏi trong một ngày và ăn liên tục trong khoảng 2 tháng sẽ giúp cho tăng cường chất lượng tinh binh, tinh dịch gọi là dồi dào, dạt dào nhất. Và khi mà tiến hành nghiên cứu thì các nhà khoa học đã tiến hành với các con chuột đực ý, thì cái tỷ lệ testosterone của chuột đực sau 1 đến 2 tuần cải thiện lên đáng kể, các anh để ý nhá. Tuy nhiên có một cái mà Giang muốn nói đó là nếu mà các anh mà băm nhuyễn quá, băm nhuyễn tỏi quá thì cái hiệu quả của tỏi nó sẽ bị giảm, tại vì là cái enzyme trong tỏi này nó mới có tác dụng để kích thích cái testosterone. Nhưng mà khi mà các anh không ăn đúng cách thì sẽ không có enzyme, hoặc là các anh ngâm giấm quá nhiều đúng không, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là sau khi các anh ăn tỏi xong, hơi thở nó sẽ làm cho cái vấn đề thứ nhất đó là người đối diện cảm thấy khó chịu với mùi, hoặc là cái vấn đề khi mà chúng mình hôn nhau và nó ảnh hưởng đến vấn đề phản xạ oxytocin trong não ấy, cũng làm cho bạn tình khó chịu và bản thân anh cũng không muốn cương nữa. Nên là tỏi nó ngon, nó thơm, nhưng mà mình phải biết làm sao cho nó hợp lý nhất. Và không nên ăn tỏi nếu mà các bạn đang bị tiêu chảy, tại vì là trong tỏi có allicin, nó sẽ kích thích cái thành ruột, nó lại làm cho gây ra nhiều biến chứng. Và những người nào mà đang sử dụng những cái thuốc ví dụ như HIV hay là AIDS này, phòng chống đông máu này, cũng không nên ăn tỏi, tránh cái trường hợp đó là không tốt và đáng tiếc xảy ra. Đấy là những cái lợi ích cho nam giới. Còn lợi ích cho nữ giới như Giang Venus thì sẽ là như thế nào? Đầu tiên là tỏi giúp giàu estrogen, gọi là hệ trục vàng của nữ giới, nên đóng vai trò như một cái tác nhân giúp tăng ham muốn tình dục nữ. Nên là khi mà chồng ăn thì mình cũng ăn để kích thích cả hai. Phụ nữ ăn tỏi nhiều sẽ tăng cường nội tiết tố estrogen và làm chậm quá trình lão hóa xương. Và nó khi mà chúng ta ăn tỏi như thế thì bản thân người phụ nữ cũng sẽ nóng trong người. Và những người ví dụ như bị tử cung lạnh như Giang chẳng hạn, thì cái chuyện yêu nó là một cái gì đó rất là ám ảnh mỗi khi gần gũi chồng. Nhưng chỉ cần ăn tỏi khi chúng ta ví dụ ăn thịt bò, hay là chúng ta ăn tỏi trong cái lúc mà chúng ta mới xào với thịt, hoặc là xào với những rau xanh như bí, thì cái chuyện yêu nó lại trơn tru hơn. Các anh chị thử để ý mà xem nhá.
Có một điều lưu ý cho các anh chị đó là tỏi không những tốt cho vấn đề sinh lý của cả nam và nữ, tỏi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đấy. Tại sao mà Giang Lê lại nói như vậy? Có những cái khoa học đã chứng minh những người mà ăn tỏi nhiều, ăn rau củ quả trái cây nhiều á thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ ung thư trực tràng và ung thư ruột và rất là nhiều loại ung thư khác lên đến 35% so với những người đó là không ăn tỏi. Nên là chúng mình hãy làm thế nào cho tỏi có trong bữa ăn của chúng ta một cách đơn giản nhất, ngay cả cho bản thân hoặc cho bố mẹ và cho các con các bạn nhé. Có rất là nhiều người hỏi đó là ngoài ung thư dạ dày hay là ung thư ruột hay là ung thư ở trong cái khoang bụng ra thì tỏi còn có tác dụng gì cho vấn đề xương khớp hay không? Thì Giang xin trả lời là tỏi có tác dụng cho xương khớp rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho khả năng hấp thụ canxi tốt hơn, xương chúng ta cũng sẽ chắc khỏe hơn. Và khi mà chúng ta xương chắc khỏe thì chuyện yêu cũng sẽ ok hơn. Và nhiều người cứ hỏi là thế vậy tại sao mà ăn tỏi lại tốt cho tim mạch? Ngay từ đầu Giang đã nói rồi, ăn tỏi thường xuyên thì nó sẽ có tác dụng đó là hạ mức cholesterol xấu và tăng cái cholesterol tốt lên, giúp cho cơ thể chúng ta loại bỏ những cái xơ vữa trên cái thành động mạch và lâu dài cái quá trình lão hóa của động mạch chủ có được làm chậm lại. Tỏi có tác dụng làm giảm mỡ máu, ức chế tích tụ những cái tiểu cầu, ngăn ngừa những cái khối huyết ấy nó bung ra và nó sẽ làm cho cái vấn đề tim mạch chúng ta sẽ tuyệt vời hơn. Và các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng là các tế bào hồng cầu lưu huỳnh trong tỏi thành khí hydrosulfur như thế này làm giãn nở các mạch máu và giúp điều hòa huyết áp. Nên Giang bảo rồi, những ai mà kinh nguyệt không đều, máu kinh xấu thì cũng nên ăn tỏi cho Giang nhá. Vừa tốt cho nội tiết tố nữ và vừa tốt cho cả vấn đề kinh nguyệt đấy. Và có một cái tip cuối cùng, đó là nhiều chị em hỏi là thế ăn tỏi nhiều như thế có bị nóng da hay không? Chắc chắn là sẽ nóng, tại vì nó là tính nóng mà đúng không? Tuy nhiên có một số cái đã được chứng minh, đó là trong tỏi đây có rất là nhiều những cái thành phần kháng sinh. Và khi mà chúng ta bị mụn như này, các bạn có thể chấm vào. Nhưng đấy là khoa học và đây là sách vở nói thôi. Chứ bây giờ mình cứ lấy tỏi mình chấm thì không nhất là mình sẽ mùi tỏi toàn thân. Cái thứ hai là nóng, bỏng quá có thể là hỏng cả làn da đấy. Nên là mình hãy xem và chất lọc cái gì phù hợp cho hợp lý nhất nhé. Và qua video ngày hôm nay, nếu các anh chị thấy hay thì nhớ ấn follow cho Giang. Và có rất nhiều người trước khi kết thúc livestream cũng như kết thúc video này, người ta cũng đều hỏi là vậy làm như thế nào để vẫn có thể duy trì ăn tỏi một cách đều đặn nhưng vẫn có thể tăng cường được sức khỏe sinh lý nam như đầu video Giang đã nói. Thì Giang, đầu tiên Giang sẽ chia sẻ thực sự với các bạn, đó là ngày nào ăn tỏi quá nhiều thì cũng sẽ không tốt, đúng không ạ? Nó tốt thật đấy, nhưng cái gì nhiều quá nó cũng sẽ tích tụ và nó có thể khiến ra mũi tên phản ngược lại, có thể là gây lên bệnh. Nên là một tuần chúng mình chỉ ăn 1 cho đến 2 nhánh tỏi thôi. Ngày nào cũng ăn nhiều quá, thứ nhất là dạ dày mình cũng sẽ bị đau. Tiếp theo nữa là mình cũng sẽ bị biến chứng. Và nếu mà những anh nào đang yếu sinh lý nhẹ thì có thể hấp thụ tốt. Còn những anh mà yếu sinh lý nặng quá, bị liệt hoặc là bị rối loạn hoặc là tinh binh yếu thì nó rất là khó và cần một số lượng tỏi rất là kinh khủng. Đó, và như thế thì cả cơ thể mình cũng sẽ bốc mùi và hơi thở cũng như là làm chuyện kia không được tự tin. Nên là các anh cũng có thể đến bác sĩ để được họ tư vấn, họ thăm khám, hoặc cũng có thể kết hợp viên uống Venus Amoreus để đêm 7 ngày 3 vào da không kể. Ở trong đây thì không có thành phần tỏi đâu, tâm sự thật, nhưng mà có thành phần dâm dương hoắc tốt cho não, bạch tật lê tốt cho các chú tinh binh. Và khi uống cái này được sản xuất theo công thức trong nhà máy dược, giúp cho các anh giải quyết cái chuyện yêu kia một cách rõ ràng và mạnh mẽ, đang từ 2 phút, 3 phút có thể lên 10, 15 phút và tự tin hơn. Nên là chúng ta có thể trải nghiệm nhá. Mà vừa ăn tỏi lại vừa uống cái này thì đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, miễn bàn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video này. Nếu các anh chị thấy hay nhớ ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất và tiếp theo của Giang Venus. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay các bạn có những ý tưởng về những cái dòng sản phẩm hay là có những cái dòng thực phẩm để giúp cho chuyện yêu mãnh liệt hơn, đừng ngại ngần cứ comment xuống dưới hoặc nhắn tin đến Zalo để Giang được tham khảo ý kiến của các bạn, cung cấp những video hữu ích nhất cho các anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.